bạn tin được không? Cái tên Tấu Hải này, ngày đầu tiên đi làm quản lý ở nhà máy của đại ca xã hội đen. Vừa lên sàn đã chỏng nhau một trận long trời lở đất, khiến nhà máy trực tiếp nở thành một cây nấm xinh đẹp. 500 anh em của tên đại ca kia, không một ai sống sót. Tiểu Ngũ, tìm được sứ đồ bên đó chưa? Tìm được vài người rồi, sáng mai có thể đến đây. Hơn nữa, trong số đó còn có một sứ đồ hệ trị liệu nữa đấy. Vài vị này là người của đội thám hiểm sói hoang. Ồ, cũng được phép đấy chứ. Vị này là chồng em. À còn vị này là sứ đồ được hiệp hội sứ đồ phái đến. Anh Đông Tân. Thần linh phù hộ, hồi phục. Kê thật đấy. Đây đây, tôi đây này, không phải như mấy người. Đến việc của mình cũng làm không xong. Ê, nhìn kìa, người ta đang nói mấy người đấy. Phải cố gắng lên chứ. Đừng để con gái người ta phải nuôi các người chứ. Sao ông ta có thể nói như vậy được? Tôi cũng đang rất cố gắng làm việc mà. Đúng đấy, chính ông ta nóng tính. Còn đi nói người khác, ngủ thì nghiến răng mà còn chẳng thèm rửa chân. Mấy người đang nói gì đấy hả? Tôi đang nói là cậu Đông Tân kia kìa. Ba người các người khóc lóc cái gì hả? Này, công việc của tôi làm rất tốt mà. Rất tốt hả? Cậu làm vệ sĩ mà để ông ta bị thương thành cái dạng này à? Ôi trời ơi! Thôi thôi, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau mà. Đừng cãi nhau nữa. Devi, tôi hy vọng mọi người có thể bảo vệ an toàn cho tôi. Tiếp theo tôi có một số việc phải làm. Hy vọng mọi người có thể giữ bí mật. Điều này ông cứ yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Họ rất chuyên nghiệp, còn tôi thì không. Ừ, vậy là yên tâm rồi. Cái gì? Anh nói cái quái gì thế? Anh cũng phải bày tỏ thái độ chứ. Tôi làm bán thời gian mà. Bán thời gian thì anh cũng phải làm việc nghiêm túc chứ. Chúng ta đi thôi. Ha ha ha, tiêu rồi. Cái gì cũng mất hết rồi. Chết đi, tất cả hãy chết đi. Xin lỗi nhé, để mọi người chê cười rồi. Để cho chắc chắn, nhà máy của tôi được đặt ở dưới bệnh viện này, cho nên thường xuyên xảy ra sự cố. Mọi người thấy đấy, đây mới là cơ ngơi thực sự của tôi. Chỉ là dạo này làm ăn hơi khó khăn. Lực lượng quản lý đô thị cứ lượn lờ suốt hả? Đúng đấy, cái lỗ quản lý đô thị thật là đáng ghét. Ê, ai nói chuyện với cậu, đứng sang một bên đi. Ngày mai tao phải đi giao dịch với người ta. Tao cần các người đảm bảo an toàn cho tao. Tiền, tiền đâu? Tiền nong gì cũng không còn nữa rồi. Ta làm rồi lại tăng ca bất tận. Chết tiệt hết đi. Mau đưa bọn họ xuống đi. Này Đông Tân, cậu cũng thấy rồi đấy. Tối nay vô cùng quan trọng, nên là cậu có thể ở lại đây trông coi giúp tôi được không? Rồi tôi làm gì? Cậu muốn làm gì cũng được, miễn là ở lại đây là được. Mẹ mơ, được thôi. Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý nơi này thật tốt. Lần này xem người chết như thế nào. Để cho người nếm trải hết những đau khổ mà ta phải chịu. Này thì dám bón hành tao ở tập trước hả? Phạm đại ca đi rồi, với cái tính của Đông Tân, chắc chắn sẽ không ngồi yên một chỗ đâu. Thế là anh ta đi lên xem qua công việc của những người công nhân. Cảm thấy rất đơn giản, bèn tự mình ra tay. Nhưng mà theo tốc độ của Đông Tân, cái máy cũng tăng tốc một cách kỳ quái. Cái máy đã vượt quá giới hạn vận hành, đột nhiên bị treo. Ơ, chuyện gì thế này? Anh máy ơi, anh bị sao thế? Có phải khát nước không? Để em cho anh uống nhé. Cậu làm gì vậy? Mọi người chạy mau. Lúc này, tất cả công nhân đều chạy tán loạn ra ngoài. Còn cái máy thì đột nhiên phát ra tia lửa điện. Bên ngoài sao ồn ào thế nhỉ? Để bố mày ra xem có chuyện gì nào. Bên kia, Phạm đại ca đang ngồi trên xe, bỗng nhiên nhìn thấy ngọn lửa bốc lên từ phía xa. Chẳng lẽ ông trời cũng ăn mừng thành công của ta sao? Anh ta nhìn một lúc, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cái chỗ đó nhìn quen quen. Đột nhiên, radio trên xe phát một bản tin. Tin mới nhất, một bệnh viện tâm thần ở khu Sa Điêu đã xảy ra vụ nổ. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân có thể là do rò rỉ khí gaxi. Đề nghị người dân trong khu vực gần đây chú ý phòng cháy chữa cháy. Không thể nào, nhà máy to như vậy của tôi, sao lại phát nổ được? Tôi còn có 500 anh em ở đó, còn ai sống sót không? À, tất cả công nhân và bệnh nhân đều sống sót. Còn 500 đàn em của anh thì ngúm hết rồi. Thôi, dù sao đám đàn em của tôi cũng là những kẻ, cũng làm việc có ích rồi. Cái tên Đông Tân đó chắc cũng lên đường rồi. Đại ca, đại ca, ơ, sao mày vẫn còn sống? Vâng, đại ca, thật là đáng sợ quá. Hức hức, nhưng mà đại ca đừng lo. Tuy rằng máy móc không còn, nhưng tôi đã cứu được hàng rồi. Không làm lỡ việc giao hàng của anh hôm nay đâu. Đi giao hàng thôi. Các người đến muộn rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Đã xảy ra chút chuyện. Người diễn mặt ta à? Đây hoàn toàn không phải thứ ta cần. Đông Tân, đây là thế nào? Cái gì? Ngươi nói gì? Ngươi nói đi.